giới thiệu với các bác nhé. Hôm nay bên shop nhà mình về được rất là nhiều các cái mẫu bàn xoay cao tăng giảm được nhé. Nó có 3 kích cỡ. Đầu tiên là mặt của nó là mặt 30, chiều cao của nó là 48 cm, và thu tối đa, cao tối đa lên là được 65 cm nhé các bạn nhé. Còn cái hai cái mẫu sau thì chiều cao tối đa 80 và thu về là 52 cm. Hoàn toàn được làm từ thép rất là chắc chắn. Đây các bạn nhìn này, mình quay chi tiết nhé. Đấy, làm được thiết kế rất là chắc chắn các cái đế này, các bạn nhìn này, và được sơn hoàn toàn bằng lớp tĩnh điện nên là rất là bền và chắc chắn, cái độ rỉ sét sẽ chậm hơn. Đây các bạn nhìn nhé, đây các cái vòng quay đế của nó là rất là chắc chắn, được làm hoàn toàn từ công nghệ mới nhất hiện nay. Bác nào có nhu cầu về số lượng xỉ lẻ inbox cho mình nhé, nhà mình về với số lượng rất là nhiều.